Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Các bạn của PMT Doctor thân mến, đến với video ngày hôm nay, bạn Thiên Hương có hỏi: em 39 tuần, theo các thông tin em thấy rằng vỡ ối là dấu hiệu chuyển dạ, lúc đó thì sẽ đến bệnh viện, nhưng em rất lo lắng, không biết rằng có phải khăn gói cấp cứu thật nhanh hay không. Em rất sợ nguy hiểm cho em bé. Bạn thân mến, bạn có biết khoảng 10 đến 15% mẹ bầu bị vỡ ối trước khi chuyển dạ. Vì thế, vỡ ối trong trường hợp bình thường là hoàn toàn là lẽ tự nhiên. Thế nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ, vỡ ối xảy ra ở thời điểm trước tuần thai thứ 37. Khi vỡ ối không phải dì ối mà đây là trường hợp vỡ hẳn, chất lỏng sẽ tràn về ồ ạt, không mùi, màu trong hoặc lợn cợn do có chất gây, có thể có màu hồng be hoặc trắng loãng y như nước vo gạo, sau đó vẫn tiếp tục dì ra, mẹ cần đóng bỉm và nhanh chóng đến bệnh viện. Sau vỡ ối, mẹ sẽ sớm được gặp mặt con yêu của mình. Có hai tình trạng vỡ ối bình thường và vỡ ối nguy hiểm mẹ phải chủ động nắm rõ. Thứ nhất, vỡ ối bình thường. Túi ối được hình thành chỉ sau 12 ngày thai được thụ tinh và lớn dần theo tuổi thai. Đây được coi là vệ sĩ của con bạn khi còn trong bụng mẹ. Vì nó không chỉ là môi trường để thai nhi hấp thụ dinh dưỡng, giữ nhiệt độ cơ thể mà còn bảo vệ bé trước các tác động từ bên ngoài. Khi người mẹ chuyển dạ, dưới áp lực co bóp của tử cung, màng ối tạo một túi ối có tác dụng nong cổ tử cung giúp cho đầu thai nhi chúc xuống. Khi đầu thai nhi xuống thấp, màng ối sẽ vỡ tự nhiên hoặc là bác sĩ can thiệp bấm ối tiến hành đỡ em bé ra. Và tình trạng vỡ ối trong trường hợp này là hoàn toàn bình thường. Các bạn cần bình tĩnh xử lý để nhằm tránh những nguy hiểm cho mẹ và em bé. Làm gì khi bị vỡ nước ối? Khi bị vỡ ối, mẹ bầu cần bình tĩnh, hít thật sâu và dùng băng vệ sinh để kiểm tra tình trạng. Đồng thời nhanh chóng thông báo cho người thân đưa mình đến bệnh viện để kiểm tra và theo dõi kịp thời. Uống nhiều nước hoặc nước ép trái cây để tránh tình trạng mất nước khi bị vỡ ối. Trường hợp quá căng thẳng, mẹ bầu có thể nghe một bản nhạc nhẹ nhàng và tự nói chuyện với con trong bụng để giúp thai nhi điềm tĩnh và an tâm trong bụng mẹ. Cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tránh nguy hiểm cho cả mẹ và bé, tuy nhiên phải giữ bình tĩnh. Gọi ngay cho bác sĩ quản lý thai trong ca sinh của bạn, bác sĩ sẽ kiểm tra tim thai, độ mở cổ tử cung và cho sinh ngay nếu cơn chuyển dạ đến sớm, cổ tử cung mở đủ 10 cm, hoặc bác sĩ có thể tiêm kích đẻ. Vỡ ối, mẹ chưa sinh ngay, có thể trong vòng vài giờ, thậm chí 12 đến 24 giờ, nhưng phải bình tĩnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được theo dõi, bạn sẽ có một cuộc vận cạn suôn sẻ. Khi nào vỡ ối nguy hiểm? Vỡ ối sẽ trở nên nguy hiểm khi tình trạng này xảy ra lúc thai nhi chưa đủ 37 tuần tuổi. Hiện tượng này được gọi là vỡ ối non. Có thể gây nên nhiễm khuẩn trong buồng tử cung, có khả năng gây tử vong cho thai nhi, chuyển dạ sinh non. Các nguyên nhân gây ra vỡ ối non như sau: ngôi thai bất thường, khung chậu hẹp, đa ối, đa thai, chấn thương do khám phụ khoa hoặc quan hệ khi mang thai, rau tiền đạo do bánh rau bám ở vị trí không tốt sẽ gây vỡ ối sớm. Nếu phần bánh rau bám gần phía cổ tử cung quá thì dễ gây vỡ ối sớm và do tiền đạo rất nguy hiểm cho thai. Mẹ bầu bị viêm nhiễm phụ khoa do trước hoặc trong thai kỳ, mẹ mắc phải các bệnh phụ nữ nhưng không phát hiện và không được điều trị. Vi khuẩn sẽ làm mòn màng ối, do đó khiến mẹ bị rỉ ối, thường dễ nhầm với tình trạng xón tiểu vốn hay gặp ở phụ nữ mang thai, rồi mới đến vỡ ối. Và khi túi ối vỡ, màng bảo vệ không còn, vi khuẩn từ âm đạo dễ dàng xâm lấn gây nhiễm trùng thai. Thêm nữa, thai nhi còn yếu, không đủ sức chống lại. Hầu hết các ca vỡ ối non khi tuổi thai còn nhỏ thường rất khó cứu sống bé. Vì thế, thai phụ không nên xem nhẹ việc khám phụ khoa và chữa trị viêm nhiễm trong thai kỳ. Điều này sẽ giúp mẹ ngăn chặn vi khuẩn di chuyển từ âm đạo lên tử cung, xâm nhập màng ối gây vỡ ối non. Cách phòng tránh vỡ ối non như sau. Thứ nhất, cần quản lý thai nghén chặt chẽ, khám thai và khám phụ khoa định kỳ, kiêng quan hệ trong những tháng cuối thai kỳ nếu có thể.
Mẹ cần chú ý đến chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt là vitamin C, vitamin P, bioflavonoid và cùng với kẽm có khả năng làm túi ối chắc hơn. Nếu mẹ bầu nhận thấy hiện tượng nước ối chảy ra ngoài âm đạo với tính chất màu vàng hoặc hơi hồng, dịch có mùi tanh nồng và tiếp tục chảy không ngừng thì cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được theo dõi xử lý ngay vì rỉ ối có thể gây ra nhiễm trùng ối. Với những điều đã nêu trên, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về hiện tượng vỡ nước ối trong tình huống chuyển dạ cấp bách mà bạn sẽ phải trải qua. Chúc bạn có một tâm lý thật bình an, vững vàng, mạnh khỏe và một cuộc vượt cạn suôn sẻ, mẹ chồng con vuông. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, hãy liên hệ với PNT Doctor để được biết bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.